Sau gần 40 năm hình thành và phát triển, HTV đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả thành phố và cả nước. Làn sóng HTV lan tỏa toàn quốc trên mọi hạ tầng. Truyền hình mặt đất, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình Internet, truyền hình OTT và truyền hình vệ tinh. Ra mắt khán giả từ đầu năm 2014 với hai dịch vụ chính: truyền hình trực tuyến và truyền hình theo yêu cầu. HTV Online đến nay đã có hơn 1,8 triệu người dùng và hơn 40 triệu lượt truy cập. Năm 2014, HTV đã số hóa toàn bộ quy trình sản xuất và phát sóng với hơn 80% chương trình đạt chuẩn HD. Các kênh HTV tiếp tục đứng trong top các kênh truyền hình được yêu thích nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước năm 2014. Trong năm 2014, hai kênh HTV7 và HTV9 đã trực tiếp 240 chương trình, sản xuất hơn 1.500 tập phim truyện, phát sóng hơn 3.000 bản tin thời sự tổng hợp và hơn 4 tỷ 2 lượt khán giả xem HTV7 và HTV9. HTV luôn đồng hành cùng những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội của thành phố và đất nước với hàng loạt các chương trình ý nghĩa. Đầu trong công tác tuyên truyền các chủ trương lớn của thành phố. Các chương trình giải trí của HTV luôn đứng trong top các chương trình được khán giả yêu thích nhất. Trên HTV luôn được người xem đón nhận nồng nhiệt. Chương trình mang dấu ấn HTV sản xuất luôn để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả. Và hàng loạt những chương trình đặc sắc khác của HTV luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
cập nhật và ứng dụng công nghệ mới. Năm 2015, HTV tiếp tục phấn đấu 100% chương trình sản xuất đạt chuẩn HD. Triển khai số hóa truyền dẫn phát sóng mặt đất. Đẩy mạnh số hóa truyền hình cáp. Phát triển kinh doanh nội dung số. Năm 2015, HTV sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu của mình với những chương trình đã thành công trong việc chinh phục khán giả, cùng nhiều format mới lạ và hấp dẫn. Song song đó, HTV cũng sẽ giới thiệu đến khán giả hàng loạt các chương trình sự kiện chào mừng thành phố 40 năm và kỷ niệm HTV 40 năm phát sóng. HTV 2015, hội tụ và phát triển bền vững.